Khi mà mua thực phẩm thì chắc là quý vị thường kiểm tra hạn in trên bao bì. Nếu như những cảnh báo này được viết bằng tiếng Anh thì sẽ có lúc quý vị thấy cụm từ là Best Before hoặc là Best Buy. Đây là những cụm từ có nghĩa là thực phẩm sẽ có chất lượng tốt nhất khi mà sử dụng trước hoặc là muộn nhất vào ngày được ghi trên bao bì. Cảnh báo này thì khác với cụm từ là Expiry Date hay là EXP, nghĩa là hạn sử dụng, tức là vào ngày mà ghi trên bao bì thì thực phẩm sẽ bị hỏng và không nên sử dụng. Vậy nên vào thời gian được ghi sau các cụm từ Best Before hay là Best Buy thì thực phẩm vẫn có thể sử dụng được. Và để tránh cho tình trạng người tiêu dùng vứt bỏ quá nhiều thức ăn vẫn còn ăn được, hiện nay thì đã xuất hiện phong trào kêu gọi bỏ các cảnh báo Best Buy và Best Before trên bao bì của thực phẩm. Liên Hợp Quốc ước tính 17% sản lượng thực phẩm toàn cầu bị bỏ phí mỗi năm, mà hầu hết thủ phạm là các hộ gia đình. Và nguyên nhân được chỉ ra là cảnh báo Best Before hay là Best Buy trên bao bì thực phẩm. Các cảnh báo này được các nhà sản xuất Mỹ sử dụng từ những năm 1970 nhằm đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng được biết về độ tươi ngon của thực phẩm. Không hề có quy định chính phủ nào đối với các cảnh báo này. Các nhà sản xuất tự quyết định thời gian nào thì sản phẩm của họ được sử dụng ngon nhất. Ở trong ngành thực phẩm, chúng tôi chứng kiến nhiều sự hiểu nhầm của các cảnh báo trên bao bì. Có nhiều loại cảnh báo như là sell by, expiration, best buy. Hầu hết người ta tưởng rằng cứ vào ngày ghi sau sell by, best buy hay là expiration là không ăn được nữa. Điều đó không hoàn toàn chính xác. Vấn đề căn bản là mọi người hiểu sai cảnh báo và vứt bỏ thực phẩm quá sớm. Thế là xảy ra tình trạng lãng phí thực phẩm trên cả nước. Để giải quyết tình trạng này, các chuỗi siêu thị lớn ở Anh như Waitrose, Sainsbury's và Marks & Spencer gần đây đã bỏ cảnh báo Best Before trên các mặt hàng rau quả. Liên minh châu Âu cũng đang cân nhắc việc bỏ hoàn toàn cảnh báo Best Before. Tổ chức Greenpeace ước tính 7% lượng thực phẩm bị lãng phí ở Mỹ, tương đương 4 triệu tấn một năm, là do người tiêu dùng hiểu nhầm cảnh báo Best Before trên bao bì. Những thực phẩm cho thú cưng này được làm từ 3 nguyên liệu mà thông thường sẽ bị vứt bỏ.